tiền nếu thái đâu giờ, nhưng mà xe nhiều à? Tiền bây giờ không có, chỉ có xe thôi. Anh chị em mình yêu thương thì ủng hộ em đi để lấy tiền đóng lãi ngân hàng này. Em về chứ đi SH cũng đi ok nha. Này, SH nó cao lên được chút nữa. Đấy, okay. Đẹp lắm nhá, 379 Bất Lộc 400k tặng chai nhớt cái lon bảo hiểm còn 375 nha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ ha. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe mới về mình cửa hàng xe máy Cao Lê. Địa chỉ là 447 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Bình, Vĩnh An, thành phố Giang Bình Dương. Có về Vision này, AB này, xe số này, rồi SH này và nhiều cái dòng xe khác ha. Thì đồng hành giới thiệu mà trong này thì có chị Hà, sẽ hỗ trợ giới thiệu không mời chị Hà. Hello, chào mừng tất cả anh chị em và các bạn lại quay trở lại với live của cửa hàng xe Cao Lê em nhé. Vâng, cuối tuần bên cửa hàng em về rất nhiều xe đẹp phục vụ tất cả anh chị em mình này. Và cuối tuần đang có Bớt Lộc lá tặng nhớt tặng nón đầy đủ cho anh chị em mình nhá. Đấy, Bớt Lộc nhiều nhiều cho anh chị em mình 300, 500, 700, 800 trên một chiếc xe tùy theo giá trị xe cho anh chị em mình nhá. Anh chị đang quan tâm đến mẫu xe nào thì cuối tuần anh chị em mình nhà bớt chút thời gian ghé tham quan mua sắm ủng hộ cửa hàng xe Cao Lê em nhé. Và địa chỉ của em là 447 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Di An, Bình Dương. Em gần trung tâm hành chính Di An, gần cầu vượt Linh Xuân, gần cầu vượt Sóng Thần nha anh chị em mình. Và em gần cổng chợ Di An 2, 447 Nguyễn Tri Phương. Các chị ở xa cứ đến cầu vượt Linh Xuân hoặc cầu vượt Sóng Thần alo em đón nhé. Cảm ơn anh chị em luôn yêu thương và đồng hành ủng hộ cửa hàng em nhé. Kính chúc anh chị em mình cuối tuần thật nhiều sức khỏe và luôn được vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé. Em đi like cập nhật là giá xe cho anh chị em mình này. Anh chị mình vào xem like nhớ cho em một like, chia sẻ ủng hộ nha. Bên em có mua bán, có trao đổi, hỗ trợ trả góp và hỗ trợ ship xe cho anh chị em mình luôn nha. Cảm ơn tất cả anh chị em luôn yêu thương đồng hành ủng hộ. Năm nay em mới về một chiếc xe SH siêu cọp luôn anh chị em mình này. Mà giá thì cực kỳ yêu thương cho anh chị em mình làm phương tiện đi lại nhá. Một chiếc SH cao 125 phiên bản 2014-15 nha anh chị em mình. Máy móc phi nền, dàn chân ốc tám, đẹp trắng tinh luôn này. Biển 61 Bình Dương nha anh chị em mình. 61 Bình Dương. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá chỉ có 37.900.000 đồng thôi nhé. Đừng bọc kèo chứ mới quá. 37.900.000 đấy, có một chiếc xe SH này cao này. SH cao mà 7 hả? Có 37.900.000 thôi. Em báo sát giá rồi em bớt lộc 400k tặng anh chị em mình chai nhất cái nón bảo hiểm nha. Đây này, lùng lùng giống em này chứ đi SH cũng đi ok nha. Này, SH nó cao lên được chút nữa. Đấy, okay. Đẹp lắm nhá, 379 Bớt Lộc 400k tặng chai nhất cái nón bảo hiểm còn 375 nha cả nhà nhá. Ai kết chốt ủng hộ em nha. Ai ít tiền hơn mình lấy AB 2010 này, FI full xăng điện tử lên Thái này. Đấy, máy móc đi lên màu xám bạc nha anh chị em mình, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đấy, 59 thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị em mình nha. Bán anh chị em mình với giá là 15.900.000 đồng. Em Bớt Lộc 400k tặng chai nhớt cái nón bảo hiểm cho anh chị em mình nè. Anh chị em mua xe tại cửa hàng xe Cao Lê em là đều được thay nhớt miễn phí nhé. Bảo hành bình đề máy móc tất cả anh chị em mình từ 6 tháng tới 1 năm anh chị em mình yên tâm nha. Vâng, AB 159 Bớt Lộc 400k tặng anh chị em mình chai nhớt cái nón bảo hiểm nha. Vâng, em mới về một chiếc Vision 2018 này em ơi. Biển số 67 nè. Con này mới chứ chị? Biển 67 em Giang, xe đẹp lắm này. Sao đèn mới? LED 2 tầng luôn nha. Đèn LED luôn á, xe này là đang dán tem trầm. Tem sơn à? Tem trầm hay là tem sơn? Không, không, dán tem rồi. Đẹp lắm nha cả nhà nha. 2018 biển số 67 em Giang. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 18.900.000 đồng. 18.900. Đấy, em Bớt Lộc 400k bán 18.500 nha anh chị em mình. Đấy, em báo sát giá xe rồi nên em chỉ bớt chút lộc cho anh chị em mình, thông cảm giùm em nhé. Ai mà ship thì không bớt, mà bớt thì không ship nha cả nhà ơi. Rồi. AB. Vâng, đây ai thích AB 2010 này. FI full xăng điện tử nha anh chị em mình. Màu đỏ bạc. Biển số 61 Bình Dương này. 79 thần tài này. Ai kết mẫu này rút rất thần tài về luôn nha. Chỉ có 13.500.000 đồng thôi nha anh chị em mình. 13 năm thôi. Đấy. Em Bớt Lộc 500k bán anh chị em mình 13 triệu cho một chiếc xe AB 2010 FI full xăng điện tử nha anh chị em mình nhé. Máy móc đi lên. Và ngày thích lên Thái mình lấy chiếc này là chuẩn 61 Bình Dương luôn nha anh chị em mình. Đấy.
màu cam đen, FI full xăng điện tử, khá liền lạc luôn nha anh chị em mình nha. Máy móc đi lên 15.900.000 đồng. Em bớt lọc 400k em bán anh chị em mình 15 năm nha. Ok, lít. Vâng, em có một chiếc lít 125 FI full xăng điện tử này 2014-15 nha anh chị em mình nhé. Màu trắng, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, 59 thành phố Hồ Chí Minh nhé. 16.500.000 đồng nha anh chị em mình. 16 năm cho một chiếc lít khá đẹp luôn. Bớt lọc 300k tặng anh chị em mình chai nhớt cái lon bảo hiểm còn lại 16.300.000 đồng này. Rồi, con này có tiền hơn nữa mình lấy chiếc Attila đen nớt này 2015-16 nha anh chị em mình nhé. Trời, máy thì thị thầm mùa xuân luôn anh chị em mình nhé. FI full xăng điện tử này, đồng hồ điện tử luôn nha cả nhà nhé. Đồng hồ điện tử luôn này, rất là đẹp này. Máy thì thầm mùa xuân luôn này. Đấy, máy móc Vinem nha anh chị em mình. Biển số 60 Đồng Nai. Và giá thì cực kỳ yêu thương luôn này. Chỉ có 8.900.000 đồng thôi anh chị em mình nhé. 8.900 thôi. Em bất lộc 400k bán anh chị em mình 8.500. Còn này có con Allegan Attila này. Attila chiếc này ít tiền hơn này cũng là Attila luôn. Elizabeth FI full xăng điện tử. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị em mình nhé. 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. 6.500.000. Hôm nay em bán anh chị em mình bất lộc 300k tặng chai nhớt cái lon bảo hiểm còn lại 6.200.000 thôi nha anh chị em mình. Ai mua xe đi làm rẻ tiền này, Revo Suzuki nha anh chị em mình. 5.900.000 đồng thôi. Okay. Em vẫn bớt lọc 400k tặng anh chị em mình trái nhớt cái nó bảo hiểm nhé. Rồi, cấp. Cấp thì quá rẻ luôn rồi này. Xả lỗ rồi này. 9.000.000 bán 8.000.000 cho anh chị em mình thôi. Đã bớt cho các cháu học sinh 1.000.000 luôn. Vẫn tặng nhớt tặng nón, bớt 1.000.000 vẫn tặng nhớt tặng nón cho con em mình về đi học đi làm không cần bằng lái. 50cc nha anh chị em mình nhé. Rồi, tiếp tục con màu xám này. Ai thích màu vàng đồng thì lấy màu vàng đồng này, biển số 36. 8.900.000 luôn. 8.000.000 luôn. Bán 8.000.000 luôn. Rồi. Vẫn tặng nhớ tặng nón đầy đủ. Elegant. Elegant 50cc biển số 68 Kiên Giang này anh chị em mình này. 9.800.000. Rồi em bớt lọc 300k bán anh chị em mình 9.500.000 đồng nhé. 9.500.000. Ai kết chốt nha cả nhà nhé. Em có chiếc Way Black anh chị em mình này. Way Black 2019 này. Xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn anh chị em mình ơi. 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Máy móc Rename. Bán anh chị em mình 10.900.000 đồng. 10.900.000 cho con quay Black này rồi. Em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 10.500.000 nha. Và một chiếc xe B 2016-17 trắng xám đen 3 màu phối hợp. Xe này biển số 83 Sóc Trăng nha anh chị em. 20.700.000 đồng. Em bớt lộc 300k bán anh chị em mình 20.400.000 đồng nhé. Đấy. Anh thích mẫu 2017 mà phiên bản màu đen nhám đây này. Còn lắm luôn nha cả nhà nhé. Máy móc đi lên biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn này. Màu đen nhám rất chi là đẹp và dễ thương luôn. Vâng, 21.300.000 đồng nha anh chị em mình. 213 cho một chiếc xe B 2017 này. Bớt 400k lộc lá tặng anh chị em mình chai nhất cái nón bảo hiểm nhé. Còn lại 20.900.000 nha anh chị em mình. Rồi. Tiếp tục con AB. Vâng, em mới về chiếc AB 2021 này. Đấy, màu đen nhám. Đặc biệt là xe này chính chủ. Bao công chứng mua bán này quyền cho người mua nha anh chị em mình nhé. Biển 61 Bình Dương này. Chính chủ nha anh chị em mình. Ai muốn sang tên rút hồ sơ thêm phí nha. 31.500.000 đồng. Còn 4 năm. Em bớt lọc 500k còn 31.000.000 em bao công chứng cho anh chị em mình và tặng anh chị em mình trái nhớt cái nó bảo hiểm này. Rồi. Chưa có tiếng em tặng anh chị em mình cặp tiếng luôn nha. Mua 1 tặng 3 là có tiền luôn nên anh chị em mình yên tâm nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiếp tục con AB. Ai ít tiền hơn mình lấy một chiếc xe AB 2013-14 này anh chị em mình ơi. Trắng đỏ đen 3 màu phối hợp. Đẹp keng luôn này, đẹp không tì vết luôn anh chị em mình ạ. Biển số 93 Bình Phước nhé. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 16.300.000 đồng. Con em bớt lọc 400k và em tặng anh chị em mình chai nhớt cái nón bảo hiểm này. Đấy, máy móc in lên xe rất là đẹp luôn. Thế em mới về một cái clip mẫu mới rồi anh chị em mình này, 2018-19 nhé. Phiên bản là khóa thông minh cao cấp. Khóa thông minh cao cấp màu đen nhám và biển số 61 Bình Dương nha anh chị em mình. 61C1.
Ủa, con này mẫu mới gì, mẫu mới hả chị? Mẫu mới quá thông minh nha chị em mình nhé. Con này chị biết ở bên ngoài mắc lắm nha. Đúng rồi. Thì mới con này hơi bị mắc 50 triệu luôn. Đúng. Mua mới 50 triệu nha anh con chị này hơi bị mắc á. Ra tên nữa phải hàng năm á mọi người. Hôm nay em chốt đơn mắc chiếc lít này cho anh chị em mình với giá là 23 triệu 500 ngàn đồng. Mà đặc biệt cái màu đen nhám này nó mắc lắm. Mặt màu đen nhám này. Con này. Phiên bản kỷ niệm 10 năm. Kỷ niệm 10 năm. Đấy, quá là đẹp luôn. Bất lộc 500k em bán anh chị em mình 23 triệu nha. Ok. Anh kết chốt ủng hộ em nhé. Bên trong em đang có rất nhiều các mẫu xe này. Anh chị em tiếp tục theo kênh em bà Việt nhé. Sẽ cập nhật hết một kho xe này cho mọi người nha. Nhớ theo dõi hết clip nha anh chị. Anh em nào rảnh á thì chủ nhật mình cứ ghé tới cửa hàng á, mình chọn xe cho nó dễ. Còn nếu anh em nào ở xa thì mình cứ nhắn tin cho xe chị Hà nhé. Xe rất nhiều cho nên là em bà Việt báo giá là clip nó rất chi là dài. Anh chị em mình nhớ theo dõi hết video này anh chị em mình nè. Đây. Anh chị em ở gần thì tranh thủ bớt chút thời gian ghé xem xe nhé. Vâng, các anh em và các bạn trẻ này. Ai thích Sonic thì mình chốt Sonic nha anh chị em mình. Sonic này phiên bản 2021 luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị em mình. Đấy, xe này là em trai lên một cặp mâm kiểng này. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Máy thì zin êm nha anh chị em mình nhá. Máy zin êm cho một chiếc Sonic này. Mà giá thì cực kỳ yêu thương. Đấy, giá thì cực kỳ yêu thương luôn này. Cho một chiếc xe Sonic biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chỉ có 23 triệu 500 ngàn đồng thôi nha anh chị em mình nhé. 23 năm. 23 năm thôi. Nên em bớt lọc 600k bán anh chị em mình 22 triệu 900 ngàn đồng thôi. À, chính luôn. Tặng chè nhớt cái mâm đâu. Đấy, Sonic có 22 triệu 9 thôi. Chưa bằng tiền một chiếc xe Surus mới anh chị em mình. Đúng rồi. Mà anh chị em mình có Sonic 150 để xài rồi nhá. Rồi, bữa nay là 150 à. Đúng có rồi. Gì mà sao em thấy bọc keo nguyên xe gì. Đúng rồi, ai ít tiền hơn mình lấy size 150 này. Phiên bản 2018, màu đen nhám kết hợp với đen bóng. Bọc keo nguyên xe luôn. Bọc keo nguyên con luôn. Đẹp tuyệt vời luôn anh chị em mình ạ. Biển số 67 An Giang này. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 18 triệu 500 ngàn đồng. 18 năm. Rồi em bớt lọc 300k tặng anh chị em mình trai nhớt cái nón bảo hiểm nhé. Xe rất chi là đẹp luôn anh chị em mình ạ. Máy móc đi nêm này. Ok. Rồi có bên này. Con này bớt kinh à. Đẹp mẹ mất cân nha anh chị em mình. Mất cân 2019 nha anh chị em mình ơi. Hàng có giò đạp nha, hàng nhập khẩu nguyên con nha, biển 94 Bạc Liêu. Đèn LED cao cấp và đồng hồ điện tử nha anh chị em. Bán anh chị em mình 25 triệu 500 ngàn đồng. 25. Rồi em bớt lọc 500k, bán anh chị em mình 25 triệu nhé. Ai thích đẹp 155 này mình chốt đơn này. Xe này hiện tại bây giờ đang đi xe này chính chủ này. Công chứng được luôn nha anh chị em mình nhé. Công chứng mua bán này quyền đều được. Xe này biển số 66 Đồng Tháp. Phiên bản 2021 siêu cọp luôn, em bao anh chị em mình nguyên zin từ đầu đến chân luôn này. Đẹp không tì vết luôn anh chị em mình nhá. Mà giá thì cực kỳ yêu thương luôn. Chỉ có 28 triệu 900 ngàn đồng thôi. 28 triệu. Em bớt lộc 400k tặng chai nhớt cái nón bảo hiểm và bao phí công chứng cho anh chị em mình nhá. Rồi, tiếp tục AB màu cam đen. AB cam đen 2017 nha anh chị em mình. Biển số 70 Tây Ninh. 20 triệu 500 ngàn đồng. Em bớt lộc 500k. Tặng anh chị em mình chai nhớt cái nón bảo hiểm này. Rồi, Vao 150. Vao 150 đỏ nhám, biển số 62 Long An nha anh chị em mình nhé, 29 năm. Rồi em bớt lọc 500k, tặng anh chị em mình chai nhớt cái nón bảo hiểm này. Rồi, chiếc này Vao 150 màu xanh nữa. Mình nhá. Màu này là màu xanh nhám, biển số 83 Sóc Trăng, 31 triệu 500 ngàn đồng. 31 năm nha anh chị em mình. Ôi, có thấy AB mẫu mới rồi, mang đây rồi. 315. Em bớt lọc 500k em bán anh chị em mình 31 triệu nhé. Chiếc này AB 2020, biển số 69 Cà Mau, 28 triệu 900 ngàn đồng, phiên bản khóa thông minh cao cấp. Em bớt lọc 400k và em bán anh chị em mình 285 nhé. Ai kết chốt nha cả nhà nhé. Còn bên này. Đây AB 2022, máy 4 van. Xe này bọc keo nguyên con, biển số 67 An Giang nha anh chị em mình nhé. 33 triệu 500 ngàn đồng. Em bớt lộc 500k bán anh chị em mình 33 triệu. Và một chiếc xe Vision này, 2018, biển số 68 Kiên Giang. Vâng, 18 triệu 900 ngàn đồng. 18 triệu 9. Bớt lộc 400k nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục Vision màu đỏ tươi này. Vision đỏ tươi này, biển 72 Vũng Tàu, 18 triệu 500 ngàn đồng. 18 triệu 500. Em bớt lộc 500k bán anh chị em mình 18 triệu nha. Bớt không ship mà ship không bớt nha cả rồi. Nhà nha. Con này màu xanh này mọi người. Màu xanh đen, biển số 83 Sóc Trăng,
18.900.000 đồng. Rồi em bớt lọc 400k bán anh chị em mình 18.500 nha. Rồi tiếp tục con bên này. Vision này 67 em Giang nha anh chị em mình. 17.900.000 em bớt lọc 400k em bán anh chị em mình 17.500 nhé. Vision màu đen. Vision đen nhám biển số 93 Bình Phước. 19.300.000 đồng. Bớt lọc 400k em bán anh chị em mình 18.900.000 đồng. Và chiếc Vision màu đỏ tươi biển số 73 Quảng Bình. Xe này cực kỳ đẹp luôn anh chị em mình. Máy móc Rename 19.5. Rồi bớt lọc 600k em bán anh chị em mình 18.900 nha. Đấy, xe nhiều lắm luôn cả nhà này. Này em bên này mình nói có một con Vision cá tính à. Vision cá màu tính đen. Mới về này. Đây quay con này luôn em vừa về xong này. Rồi AB màu vàng cát à. AB màu vàng cát này. Kết hợp với màu đen siêu cọp luôn này, anh chị em mình nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, mà xe này phiên bản 2023 luôn nha anh chị em mình. Máu này ra nánh hợp với đẹp 2023 à? Luôn. Chính chủ bao công chứng mua bán này, quyền cho người mua này, biển thành phố Hồ Chí Minh này. Ai muốn sang tên thêm phí rút hồ sơ này. Đấy, chỉ có 32.500.000 đồng thôi. Em bao phí công chứng tặng anh chị em mình che nhớt cái nón bảo hiểm nha. 32 năm trong một chiếc xe AB màu vàng cát kết hợp với màu đen rất đẹp luôn nha anh chị em mình. Ai kết chốt này, chính chủ mua bán ủy okay. quyền này, ai muốn ủy quyền sang tên mình lấy con này nhá. Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục con Vision cá tính này mọi người. Vision này phiên bản cá tính anh chị em mình này, lâu lâu mới có một chiếc này. Ai nhanh chân thì còn nè, biển số 94 Bạc Liêu nha anh chị em mình nhá. Phiên bản 2022, phiên bản fork lớn mâm cao giống như một chiếc xe SH Mini nha anh chị em mình nhá. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 29.500.000 đồng. Rồi em bớt lộc 500k bán anh chị mình 29.000.000 nha. Rồi AB em có chiếc AB 2018 phiên bản khóa thông minh cao cấp nữa anh chị em mình luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nhé. Chốt đơn bán anh chị mình với giá là 23.500.000 đồng. 23 năm. Đấy, bớt lộc 500k bán anh chị mình 23.000.000. Rồi tiếp tục AB màu cam đen. AB Liên Thái màu cam đen anh chị em mình, biển 68 Kiên Giang. 15.900.000 đồng. Em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 15.500 nha. Tiếp tục con màu trắng đen. Trắng xám đen này biển 84 Trà Vinh. 20.300.000 đồng thôi nha anh chị em mình. Bớt 500k luôn đi cho nó mạnh luôn đi. Bán anh chị em mình 19.800 thôi. Vision màu mới biển số 82 này. Vision màu mới 2022 biển số 82 26.500. Rồi bớt lộc 500k nha anh chị em mình nha. Tiếp tục Vision 64. Vision 64 Vĩnh Long 18.900.000. Rồi bớt lộc 400k anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng giùm em còn 18.500. Tất rồi, cả các mẫu xe đều được bớt lộc nha anh chị em mình. AB 2017 này, biển 93 Bình Phước màu đen nhá. 20.900.000 đồng. Em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 20.500 nha. Rồi một chiếc xe Basic 2011 biển số 60 Đồng Nai nha anh chị em mình. 17.900.000 thôi. 18.500 mất 600k rồi còn có 17.900.000 thôi. Tiếp tục Vision màu trắng đen. Vision màu trắng màu xám bạc, xám đen. Xám đen. Biển 93 Bình Phước chỉ có 18.300 thôi nha anh chị em mình nha. Bớt 400k còn 17.900.000 thôi nhá. Xe này 17.500.000 anh chị em mình này, biển số 72 Vũng Tàu. Bớt 300k còn 17.200.000. Tặng chai nhớt cái nón bảo hiểm cho anh chị em mình luôn. Rồi, còn cái này. Vision này 2020 biển số 70 Tây Ninh nha anh chị em mình ơi. Phiên bản màu đỏ đô quá thông minh cao cấp. 22 năm. Bớt lộc 500k bán anh chị mình 22.000.000 nha. Rồi, ai thích màu trắng mình lấy màu trắng tại biển 68 Kiên Giang 22 năm luôn nha anh chị em mình. Bớt lộc 500k cho anh chị em mình luôn. Bán anh chị mình 22.000.000. Ai ít tiền hơn mình lấy chiếc này biển số 74 Quảng Trị này. 17.900.000 đồng. Bớt lộc 400k bán anh chị mình 17.500 nha. Vision màu trắng sữa biển 62 Long An 18.900.000. Để em bớt lọc 400k bán anh chị em mình 18.500 nha. Rồi đấy. Đây, đây này. Quay cho nó xui này. Hôm nay em mới về mấy chiếc quay Alpha siêu cọp luôn cả nhà ơi. Lại con quay Alpha cọp nữa. 2023 màu xanh đen này, cực kỳ đẹp và máy móc Rename. Biển số 94 Bạc Liêu nha anh chị em mình nha. 14.900.000 đồng. 14.900.000. Em bớt lọc 400k và em bán anh chị em mình 14.500 nha. Quay luôn máy quay 3 đây. Chiếc này 2022-23 luôn này, đẹp lắm luôn. Bây giờ lên rổ là thôi. Lên rổ rồi, lên rất nhiều cái gì đó, ốc titan này. Đấy, biển số 67 em nha. Mới quá chị. Siêu cọp luôn ngay cả nhà ơi, màu đỏ. Màu đỏ bạc. Biển số 67 em Giang nha anh chị em mình. 14.900.000 rồi bớt lọc 300k tặng anh chị em mình chạy nhất cái nón bảo hiểm này.
Đây một chiếc Way Alpha 2020 nữa anh chị em mình này, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, 12/9 rem bớt lộ, 400k bán anh chị em mình 12 năm mấy trăm mười 2020 nhé. Rồi, ẹt đi. Ẹt này là ẹt nhập này anh chị em mình, biển 60 Đồng Nai. Xe này chính chủ bao công chứng mua bán hay quyền đều được nha anh chị em mình nhé. 19.900.000 đồng. Bớt lộ 400k bán anh chị em mình 19 năm nhé. Rồi, tiếp tục. Vâng, chiếc ẹt này 2019 này. Con này LED 3 khoang đồng hồ điện tử. Con này vô bô này. Vô heo dầu. Cặp mâm rất là đẹp luôn này. Vô heo dầu này anh em. Cặp mâm nữa này. Đấy, cặp mâm này vô mấy triệu bạc luôn này. Xe này biển 67 An Giang nha anh chị em mình. 22.900.000 đồng. Em bớt lộ 400k bán anh chị em mình 22 năm nha. Rồi, khu chờ bụng bự này, màu đỏ đen. Khu chờ bụng bự màu đỏ đen, biển số 84 Trà Vinh. 15.900.000 nha anh chị em mình nhé. 15.900.000 bớt lộ 400k bán anh chị em mình 15 năm. Jack Vision nhà mình bên đây cháu. Để cho nó. À được rồi, cho vào đi. Anh Jack Vision là quên xin lỗi. Đây là khu chờ LED nha anh chị em mình. 2021. Biển số 37 này. 23.900.000. Em bớt lộ 400k bán 23 năm nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục con màu đỏ đen bên này. Cái chiếc màu đỏ đen này là 2019 này. Đèn LED cao cấp, biển số 60 Đồng Nai, 21.900.000. Em bớt lộc 400k và bán này chị em mình 21 năm nhé. Ad 135. Ad 135 chỉ có 13.500.000 thôi cả nhà này, 13.500.000. Bớt lộc 500 bán này chị em mình 13.000.000 thôi, biển 37. Rồi, Ad 150. Ad 150 này biển 61 Bình Dương 2018 nha anh chị em mình nhé. Màu đen nhám kết hợp với màu cam rất là đẹp luôn, 18 năm. Tiếp tục Sonic. Sonic 235. Còn 229. Sonic này siêu cọp nữa này, biển số 47 Đắk Lắk này anh chị em mình này. 2020-21 nha, cực kỳ đẹp luôn và máy móc ghi nêm 21 năm. Rồi bớt lộc 500k bán anh chị em mình 24.000.000 thôi. Rồi, Ad 150. Ad 150 này biển số 69 Cà Mau nha anh chị em mình nha. Trắng đỏ đen 3 màu phối hợp 17 năm. Em bớt lộc 500k em bán anh chị em mình 17.000.000 nha. Rồi, Winner V1. Winner V1 biển 93 Bình Phước này, 16 năm. Rồi bớt lộc 500k bán này chị mình 16.000.000 nha. Rồi Winner X. Winner X 2022 giá chỉ có 18.900.000 thôi. 18. Xe này biển số 93 Bình Phước. Rồi 18.900.000 bớt lộc 400k bán này chị mình 18 năm nha. Anh chị em ở xa thì chụp hình màn hình lại gửi Zalo giùm em nha. Thích xe nào đặt cọc em chốt đơn em ship cho nhà cả nhà nha. Anh chị em ở gần thì ghé xem xe, chạy thử test thử thoải mái luôn, bao thử thầy kiểm tra luôn. Chiếc này 2020 ABS luôn anh chị em mình nè. Biển số 75 Huế Thương, 17.900.000. Rồi em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 17.500.000 đồng. Hay kết okay. Chốt nha cả nhà nha. Rồi, lên trên này thì gì? Trên này thì S21 được đèn nhiều lắm nha mọi người, toàn là đời mới không. S21 này siêu cọp luôn nè. 2021 màu xám nhám nha anh chị em mình nhé, 2021 này. Cực kỳ đẹp và máy móc ghi nêm, biển số 83 Sóc Trăng, 51.500.000 nha anh chị em mình. 51 năm. 51 năm. Rồi. Bớt lộc 500k bán này chị em mình 51.000.000 này. Tiếp tục màu đỏ đen. Vâng, chiếc này màu đỏ đen phiên bản 2024 nha anh chị em mình nhé. Chạy 6.700 cây 2024, 56 năm. Rồi bớt lộc 500 bán này chị em mình 56.000.000. Rồi, con bên này. Ai thích Vision mẫu mới 2022 này, con. Cho con Vision về bên đây đi. Đó rồi, yên tâm. Có đi. 27.900 nha anh chị em mình nhé. Bất lộc 400k bán anh chị em mình 27 năm. Tiếp tục phiên màu đỏ này. Chiếc này 2023 này, cuối 2023 nha anh chị em mình 27.900 luôn. Rồi bất lộc 400k bán anh chị em mình 27 năm. Rồi, SH cao. SH cao 2014-15 siêu cọp luôn nha anh chị em mình nha. Bọc keo nguyên con này biển 60 Đồng Nai. Chỉ có 43.500.000 đồng thôi nhé. 43 năm. Rồi. Em bớt lộc 500k bán anh chị em mình 43.000.000. Con này có SH cao nữa này. Chiếc này SH cao 2017, chính chủ bao công chứng mua bán này quyền cho người mua này. 52.500.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Bớt lộc 500k bán anh chị em mình 52.000.000. Rồi. Bao công chứng. Tiếp tục SH mốt này màu đỏ đen. SH mốt đỏ đen này biển số 86/2018 nha anh chị em mình. 39 năm. Rồi em bớt lộc 500k bán anh chị em mình 39.000.000 nha. Rồi, chiếc màu xám này, màu xám.
37 năm, bất lộc 500k, bán anh chị mình 37 triệu này. Rồi, bên này màu đỏ đen. Chiếc này 2021 mới chạy 4.900 cây, bọc keo nguyên con. Hai chìa khóa zin theo xe, biển số 83 Sóc Trăng. 49 năm, em bất lộc 500k, bán anh chị mình 49 triệu nhé. Rồi, hai tháp màu trắng. Ai ít tiền hơn mình lấy chiếc này này. Chiếc này chính chủ bao công chứng luôn anh chị em mình này, 33 năm. Vâng, em bất lộc 500k, bán anh chị em mình 33 triệu nha. Rồi, AB. AB 2017, điểm số 94 Bạc Liêu, 20 triệu 700, bất lộc 400k, bán 20 triệu 3 cho anh chị em mình nè. Rồi, cam đen. Cam đen, biển 67 An Giang, 20 triệu 500 ngàn đồng, bất lộc 600k, bán anh chị em mình 19 triệu 9. Rồi, màu xanh bạc. Màu xanh bạc, biển số 69 Cà Mau này, 19 triệu 800 ngàn đồng. Rồi em bất lộc 500k, em bán anh chị em mình 19.3 thôi nhá. Rồi, màu đen. Vision đen nhám, biển 67 An Giang này, siêu cọp luôn anh chị em mình ơi, đẹp lắm luôn nha. 2019 này, 22 năm, rồi em bất lộc 500k, bán anh chị em mình 22 triệu nhá. Màu okay. Đen nhám, kết hợp xám lông chuột. Đó, mọi người nhìn đi, quá trời xe luôn. Đấy, xe rất nhiều luôn anh chị em mình ơi. Em mà việc mà quay hết một cái nhà xe này là clip nó rất kia là dài. Đúng luôn rồi, nhá, nên anh chị em mình à, đang thích cái mẫu xe nào thì phía trong đang có rất nhiều xe ga, xe số rẻ tiền nữa nha anh chị em mình nhá, đừng rời màn hình nhá. Đấy, đem có một chiếc lít màu trắng sữa này, 22 triệu 9, chính chủ bao công chứng mua bán ủy quyền đều được nha anh chị em mình. Biển số 38 Grander màu đỏ đô, 15 triệu 9, bất lộc 400k, bán 15 năm cho anh chị em mình luôn. Màu đen. Màu đen 15.9 luôn nha anh chị em mình nha. Màu trắng 15.8, bất lộc 400k, còn 15.4. Màu xanh đen này, biển 94 Bạc Liêu, 15 triệu 9. Rồi bất lộc 400k, bán 15 triệu rưỡi cho anh chị em mình luôn. Rồi, bên này có Vision màu đỏ tươi nè mọi người. Vision đỏ tươi, biển số 62 Long An. Xe này khóa thông minh cao cấp nha cả nhà nhé. Khóa thông minh cao cấp, cực kỳ đẹp, và máy móc rename này, 21 triệu 9, em mất lộc 400k, bán anh chị em mình 21 năm nha. Rồi tiếp tục con này 2020, biển số 76, 22 năm, em mất lộc 500k, bán anh chị em mình 22 triệu nhé. Rồi màu cam đen. AB cam đen 125 FI full xăng điện tử, biển số 93 Bình Phước, 15 triệu 9, bất lộc 400k, bán anh chị em mình 15 năm nhé. Rồi, AB màu đen. AB màu đen nhám 2015 anh chị em mình này, biển số 65 Cần Thơ, màu đen nhám siêu cọp luôn, 16 triệu 500 ngàn đồng, bất lộc. Rồi, 300k, tặng chay nhất cái nó bảo hiểm này anh chị em. Màu trắng xám. Chiếc này AB 2014-15 nữa anh chị em mình này, biển số 67 An Giang 2015, 16 triệu 300 ngàn đồng. Rồi, ba. Bất lộc 400k, em bán anh chị em mình 15 triệu 9. Tùng ơi, ra rồi bạn nói gì nữa. Rồi AB 2010 AB em nhiều lắm luôn này. Đây AB 2010 này, biển số Thành phố Hồ Chí Minh siêu cọp luôn, máy móc đi lên 13 năm nha anh chị em mình nhé. Bất lộc 500k, bán anh chị em mình 13 triệu. 13. Biển số 54 nữa, 54 Thành phố Hồ Chí Minh, 13 năm luôn, biển Thành phố Hồ Chí Minh luôn, bớt lộc 500k, bán anh chị em mình 13 triệu nhé. Rồi chiếc AB này đen, siêu cọp này, màu đen xám, biển 61 Bình Dương, 24 triệu 8, à quên xin lỗi, 14 triệu 8. Rồi bớt lộc 300k, bán anh chị em mình 14 năm nhé, cực kỳ đẹp, và máy móc rename tiền nào của đó nha anh chị em. Rồi mình. Còn bên này, chiếc bên này 2011, biển số 72 Vũng Tàu, 13 triệu 9, em bớt lộc 400k, bán anh chị em mình 13 năm nha. AB này 70 Tây Ninh nè, AB 2010 FI full xăng điện tử lên Thái nha anh chị em mình, 16 năm, em bớt lộc 500k, bán anh chị em mình 16 triệu nhé. Tiếp tục, có AB màu đỏ đen lên Thái nha. Màu đỏ đen lên Thái, biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh, 15 triệu 900 ngàn đồng, bất lộc 400k, bán anh chị em mình 15 năm nhé. 16. Vâng, chiếc này màu xám lên Thái luôn nha anh chị em mình, 15 triệu 9, rồi em bất lộc 400k, bán anh chị em mình 15 năm. Em có nô da này, màu xanh nhám siêu cọp luôn anh chị em mình này, 10 triệu 300 ngàn đồng thôi. 10 triệu 3. Bất lộc 400k, bán anh chị em mình 9 triệu 9 thôi. Rồi
AB2010 FE full xăng điện tử Liên Thái này, biển số 54 thành phố Hồ Chí Minh nha. 16 năm nha anh chị em mình. Rồi bớt lộc 500k bán anh chị em mình 16 triệu. Tiếp tục. Ai muốn ký giấy mua bán ủy quyền này thì mình lấy chiếc 61 Bình Dương này, 14 năm nha anh chị em mình, 14 năm. Chiếc này chính chủ bao công chứng hay mua bán ủy quyền đều được. Bớt lộc 500k bán anh chị em mình 14 triệu. Chiếc này AB2010 FE full xăng điện tử nha anh chị em mình nhé. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, 13.900.000 đồng. Bất lộc 400k em bán anh chị em mình 13 năm nhé. Còn bên này Novo 6. Novo 6 biển số 48 Đắk Nông 11 năm. Rồi em bất lộc 600k bán anh chị em mình 9.900.000 thôi nhé. Đấy, AB đầu bò 61 Bình Dương chỉ có 10.300.000 đồng thôi. Em bớt lộc 400k em bán anh chị em mình 9.900.000 nha anh chị em mình nhé. 9.900.000. Chiếc này AB 2011-12 nữa anh chị em mình. Đầu bò FI 10.300.000. Rồi bớt lộc 400 bán anh chị em mình 9.900.000 luôn. Rồi con bên này. Con bên này 2011 click nha anh chị em mình nhé. 2011 9.200.000 bớt lộc 400k bán anh chị em mình 8.800.000 này. Ok. Xe này biển số 82 Gia Lai 8.900.000. Rồi em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 8.500.000 nhé. Chiếc này AB2008 bình xăng cơ 8.500.000 bớt 300 lộc. Thôi bữa nay bớt 500 luôn. Bán anh chị em mình 8 triệu luôn. Rồi Grander. Grander này biển số 9 Cà Mau nha anh chị em mình nhé. 15 năm. Bớt anh chị em mình 500 luôn thì bán 15 triệu luôn. Còn Grander này. Chiếc này biển số 47 Đắk Lắk 15.800.000. Rồi em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 15.400.000 nhé. Vision. Vision này biển số 36 18.300.000 đồng. Bớt 300-400k bán anh chị em mình 17.900.000 thôi nhé. Dàn nút màu đỏ nhám này. Dàn nút đỏ nhám này chỉ có 12.900.000 thôi nha anh chị em mình. Ai kết chốt nha, bớt 1 okay. triệu rồi nha. 13.900 bớt triệu rồi còn 12.900. Rồi, cái này có cặp Mio Classico này mọi người. Đây đẹp quá luôn, cặp xe siêu cọp luôn anh chị em mình nè, 9.300.000 thôi, bán 8.900.000 cho anh chị em mình nhé. Rồi, màu trắng biển 95 mà màu cà màu vàng chanh biển 61, 9.300.000 bán 8.900.000 luôn nha anh chị em mình. Còn Noza màu trắng đen, Noza màu trắng đen này 10.300.000 luôn, rồi bớt lộc 400k bán anh chị em mình 9.900.000 luôn, màu đỏ này 10.300.000 luôn nha anh chị em mình nhé, bớt lộc 400k bán 9.900.000 cho anh chị em luôn. Rồi, con này Vision phiên bản 2012 nha anh chị em mình. Màu xám lông chuột 12 năm. Rồi em bớt lộc 300k bán 12.2 cho anh chị em mình nè. Ai thích màu trắng mình lấy màu trắng. Màu trắng này biển số 49 Lâm Đồng Đà Lạt nha anh chị em mình nha. 12.3. Rồi em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 11.900 nha. Rồi, con này tiếp tục Vision nè. Màu Vision nâu cà phê. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh 12.300.000 đồng. Con rồi này là bớt lộc 400k nha anh chị em mình nhé. Vision màu xanh nhám này mọi người. Xanh nhám này 2014 12.800.000. Em bớt lộc 300k bán anh chị em mình 12 năm nhé. Ok. Rồi, con này Vision màu đen. Màu đen 2014 biển 61 Bình Dương 11.900.000. Em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 11 năm nhé. Novo 4. Novo 4 này 6.500.000. Bớt lộc 500k bán anh chị em mình 6 triệu nhé. Rồi, Janus. Janus này 6.300.000 nha, Vinh, xin lỗi. Janus này biển số 63 Tiền Giang, 13.900.000. Em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 13 năm nhé. Siêu cọp luôn, màu xanh nhám. Vision xanh. Vision màu xanh đen, biển số 61 Bình Dương, 18.3. Rồi em bớt lộc 400k bán anh chị em mình 17.900.000 nhé. Rồi, Noza đen. Noza đen này 10.700.000 biển thành phố Hồ Chí Minh. Bất lộc 400k bán 10.300.000 cho anh chị em mình luôn. Con này là màu Vision màu xám à. Vision này màu xám bạc, biển 61 Bình Dương này. 16.900.000 bất lộc 400k còn 16 năm nha anh chị rồi, em mình ơi. Xe 50 con này Espero nè anh em. Espero 50cc. Đấy. Máy của Detat biển số 69 Cà Mau. Vespa 50 nha anh chị em mình nha, 2021. Của 2023 chứ. 2023 chạy 6.000 mấy thôi nha anh chị em mình. Mua cho con em mình đi học đi làm không cần bằng lái này. 12.900.000. Bớt lộc 300 nha anh chị em mình nhé, còn 12.600.000 okay.
như kia đây. Rồi xe nhiều quá đây luôn. Quá trời luôn. Hai em quay hết em mất xỉu luôn rồi đây cả nhà ơi. Nhớ là chia sẻ của cô em đi nha cả nhà. Rồi, AB. AB 2010 FI full xăng điện tử 13 năm. Ngày bất lộc 500k bán anh chị em mình 13 triệu. Janus. Janus này biển 61 Bình Dương nha anh chị em mình nhá. Màu đỏ đô. 13 triệu 9. Em bất lộc 400k bán anh chị em mình 13 năm nhá. Rồi, Vision màu trắng. Vision màu trắng này 62 Long An. 18 năm bất lộc 500k bán anh chị em mình 18 triệu. Rồi, màu trắng bên này. Màu trắng bên này biển 72 Vũng Tàu 18 triệu 9. Bất lộc 400k bán anh chị em mình 18 năm. Rồi, con này. Chiếc này Vision màu màu gì ta? Vàng cát. Cứu màu vàng cát. 60 đồng này. Đúng rồi, 17 triệu. Rồi bất lộc 400k bán 17 năm cho anh chị em mình luôn. Rồi, Vision màu đỏ. Vision màu đỏ này biển 67 An Giang 18 triệu 9. Em bất lộc 400k bán anh chị em mình 18 năm nhé. Rồi còn AB biển số 68 này nhiều ta? AB biển số 8 này là 15 chín nha anh chị em mình. FI 2010. Ok. Ôi ơi, nghe điện thoại không? Full xăng điện tử nha anh chị em mình. 15 chín bất lộc 400k là 15 năm. Rồi AB. À quên, quay. Quay biết sáng luôn. Hả, quay biết rồi bao. Nói luôn xe luôn hả? Quay A này anh em, mình hỏi anh em hỏi quay A mà đời luôn. Một đời 15 16 anh chị em mình nhá. Xung quanh em là chỉ có xe và xe thôi. Tiền đi tháng đầu nhưng mà xe nhiều à. Tiền bây giờ không có, chỉ có xe thôi. Anh chị em mình yêu thương thì ủng hộ em đi để lấy tiền đóng lãi ngân hàng này. Đó. Quay Alpha này biển thành phố Hồ Chí Minh nha, 2016 nha anh chị em mình. 13 triệu 9. 13 chấn. Bất lộc 500k đi bán anh chị em mình 13.4 nha. 13.4. 2016 máy móc đi nền biển thành phố Hồ Chí Minh. Quen pha màu trắng. Màu trắng này 2015 biển số 83 Sóc Trăng 12 năm. Rồi bất lộc 500k bán anh chị em mình 12 triệu thôi nha. Rồi, quay S. Ít tiền hơn mình lấy quay S máy trăm này. 8 triệu 9 thôi. Em bất lộc 400k bán anh chị em mình 18 năm. À quên, 8 triệu rưỡi. 8 triệu 9 bán 8 triệu rưỡi nha, 18 năm là thua luôn á. Quay RS. Quay RS mấy trăm này, 9 triệu 8. Bất lộc 300k bán anh chị mình 9 triệu rưỡi nha. 9 triệu rưỡi. Quay Black nè mọi người. Quay Black 10.5. Rồi, bất lộc 500k luôn, bán 10 triệu luôn. 10 triệu luôn. Nhất luôn. Surus FI. Trời ơi, quá rẻ chiếc Surus FI này. 9 triệu 9 thôi, bánh mâm nắng đĩa biển thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị em mình. Rồi bất lộc 400k đi. Bán 9 triệu rưỡi luôn. 9 triệu rưỡi. Lời lại không biết. Mua mấy con này nè, mình về mình kiếm tiền được chạy Grab rồi các kiểu chở hàng đồ nó bóng pin. Em đi full xăng điện tử mà bền mà thấy đâu. Rồi, Vision. Vision này 61 Bình Dương nha anh chị em. 61 Bình Dương, 18 năm. Rồi em bớt lộc 500k bán anh chị em mình 18 triệu nhé. 18 triệu. AB. AB này chỉ có 16.3 thôi. 16.3. Cái thằng mốt màu trắng nữa nè. 500k là 15.9. SH mod này là 2016 nha anh chị em mình. Chỉ có 32 triệu 500 ngàn đồng thôi nhé. Biển số 61 mà có 32 năm rồi anh em. Rồi, còn AB, biển số 61. AB lên Thái này, 15 triệu mấy. Đang dọn sửa đẹp đẽ lắm cho anh chị em mình. Đang tiến trình đi spa. Đúng rồi. Rồi. Chiếc này AB 208 này, bình xăng cơ này anh chị em mình này. Có 8 triệu rưỡi thôi. 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi hôm nay em bán anh chị mình 8 triệu rồi nha. Rồi, quay S này. Quay S máy 110 này, biển số 36, 8 triệu 9. Rồi bớt lộc 400k bán anh chị mình 8 triệu rưỡi nha. Rồi, còn Noza. Noza này 9 triệu 9, bán 9 triệu rưỡi cho anh chị em mình luôn. 9 triệu rưỡi. Anh kết chốt. Rồi, trong đó Vision xanh. Vision xanh này biển 71 Bến Tre này. 19 năm 2019 nha anh chị em mình nha, bớt lộc 500k bán 19 triệu. 19. Elizabeth. Trời, con Atila Elizabeth này siêu cọp nhá. Inox nguyên con, bọc keo nguyên con nha, mới lột ra nha anh chị em mình nhá. 7 triệu 8. 7 triệu 8. Anh chị em mình 7 triệu rưỡi. Rồi, phụ chờ bụng bự. Phụ chờ bụng bự này chỉ có 13 năm nha anh chị em mình. 13 triệu 500 thôi anh em. Bất lộc 500k bán anh chị em mình 13 triệu luôn. Rồi, SH Atila. Biển số tốt. SH này chỉ có 37 chín. 37 chín. Rồi. Vision thì 18 chín. Con Atila. Màu trắng nè. Atila này 6 triệu 2 bán 5 triệu 9 nha anh chị em mình nha. Ok. 5 triệu 9 này con. Đấy. Có xe thì nãy giờ mình với chị Hà cũng quay ra quá nhiều rồi mọi người. Cũng còn mấy con lại ra thì anh em nào mình bữa nào lên xong xe thì nhiều lắm. Và ngày nào bên cửa hàng em cũng có xe về nha anh chị em mình nha.
các anh chị đang quan tâm đến mẫu xe nào, cuối tuần tranh thủ bớt chút thời gian ghé xem xe ủng hộ em nhé. Em cũng xin nhắc lại địa chỉ một lần nữa là 447 đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, thành phố Nghệ An, tỉnh Bình Dương nha các anh chị mình nhé. Các anh chị đang quan tâm đến mẫu xe nào bớt chút thời gian ghé xem xe ủng hộ em, anh chị em ở xa liên hệ Zalo giùm em nhé. Bên em là có mua bán, có trao đổi, hỗ trợ trả góp và hỗ trợ ship xe cho anh chị em mình luôn nhé, ship xe toàn quốc luôn. Anh chị em nào lấy xe tại cửa hàng Bất Lộc nha, ai ship xe thì bao ship không bớt nha cả nhà nhé. Rồi, ok. Vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.